Phiên bản này là phiên bản mới nhất các bạn nhé. Lê Anh hiện tại đã đặt hàng về từ Nhật Bản về. Con này cũng bảo hành 2 năm. Giá của nó thì đang sắp xỉ tầm khoảng 200 triệu. Đàn mới là khoảng sắp xỉ 300 triệu. Nhà thơ nào mà đang cần thì có thể liên hệ qua Zalo 0943 633 281 hoặc 0963 166 238. Đặc biệt thì Anthony Dịch đang có rất là nhiều sản phẩm đang được trưng bày tại đây, từ những dòng phiên bản tầm khoảng dưới 10 triệu, tầm khoảng 5, 7, 8 triệu, 10 triệu, rồi 13, 15, 20, 30. Ở đây có dòng 01 các bạn này, 01 này, 01, rồi 01C, rồi 02, 02C. Đây, phiên bản này là phiên bản nâng cấp các bạn nhé. Giá rơi vào tầm khoảng 85 triệu. Rồi con này, phiên bản con này là phiên bản gốc. Đó. Rồi xin chân thành cảm ơn các bạn nhé. Với các bạn đăng ký kênh Anto Music để theo dõi và những cái bộ tiền hay mà do anh sẽ soạn và sẽ chia sẻ lên cho các bạn. Các bạn có thể tham khảo rất là nhiều dòng đàn. Các bạn có thể comment ở phía bên dưới để anh tiếp tục ra những sản phẩm để giúp các bạn có thể những cái bộ tiếng phục vụ tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn.